này cho chúng con được tri ân cha mẹ. Thì ngày hôm qua là con của con tri ân con, nhưng mà hôm nay thì con được ngủ lại chùa, con cũng nghĩ đến mẹ chồng con đã sinh cho con một người chồng rất là xinh đẹp và sống hòa thuận với ba, và vợ chồng của con đã sinh được 4 người con, nhưng mà chưa được một lần nào tri ân với mẹ chồng. Mà trước đây mẹ chồng con sống với con thì con cũng rất là làm những điều tội lỗi với mẹ chồng, có thì cũng không muốn cho mẹ chồng ăn, và hai nữa là con cũng xưa đây là không gặp được Phật nên là con làm rất nhiều điều tội lỗi. Con đã chửi cha mắng mẹ, đánh chồng chửi con, làm những điều xấu, hút là phá thai là đến 7 lần, và làm rất nhiều điều tội lỗi, trộm cắp cũng có, gian dối cũng có. Hôm nay con về được có duyên gặp được cửa Phật, con về quỳ trước cửa Phật. Hôm nay mẹ chồng con là Đường Thị Phấn, cư trú tại Trà Búng Lơ, nơi mẹ con mất, thi hài chôn cất ở tại nghĩa trang Xuân Bóng. Hôm nay con là con đau của mẹ, hôm nay cũng quỳ trước linh hồn của mẹ, xin cảm ơn mẹ đã sinh cho con một người chồng để vợ chồng cũng được sống hòa hảo. Và trước sống chết mẹ thì con cũng có rất là sơ mê lầm lỗi, làm rất nhiều điều không được vừa lòng mẹ. Thì hôm nay quỳ trước cửa Phật, trước nơi ngồi của mẹ, thì con cũng xin sám hối mẹ, xin mẹ tha thứ cho con. Con cũng xin hứa với mẹ, con cũng sẽ sống với chồng con để cố gắng hòa thuận và dạy các con nên người, không đi vào những con đường lầm lỗi như con đã tạo ra từ trước đến giờ. Con cũng xin tặng gia hộ độ trì và xin cho con gặp được những người thầy tốt để con học hỏi những điều hay, điều tốt, và nuôi dạy các con nên người. Con xin hứa trước cửa Phật, hứa trước linh hồn của mẹ, và hứa trước người chồng thân yêu của mình và xin hứa trước ba người con, hai người con trai và một người con gái, để xin các con cũng tha thứ cho mẹ. Xưa nay mẹ cũng không hiểu về Phật pháp, cũng không hiểu về đạo lý làm người, mà nói năng làm những điều cũng không tốt với các con, thì xin các con cũng hoan hỉ cho mẹ. Và thôi thì bây giờ gia đình mình cũng sớm gặp được Phật pháp, thì từ nay gia đình mình sẽ cố gắng sống hòa thuận và làm những điều tốt, không làm trái với đạo lý con người ạ. Thì cũng xin hết ạ. Vâng ạ. Vâng, xin mời anh ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay nhân ngày buổi lễ của tri ân cha mẹ, cho dù cha dù mẹ không còn nữa, chúng con ngày xưa thì tuổi trẻ, non người trẻ già, cũng chưa gặp được Phật pháp. Nay vợ chồng con cũng có đủ duyên để gặp được Phật pháp. Trước con quỳ trước Tam Bảo chứng tâm cho vợ chồng chúng con cũng cảm ơn bố đã sinh ra được một người vợ hiền lành, nết na, cũng sinh cho con 4 đứa con cấu hình. Hôm nay trước Tam Bảo thì con cũng hứa với bố là ngày xưa thì con lầm lỗi, cũng đã từng làm cho cha cho mẹ biết bao lo toan, biết bao khổ sở vì con. Lúc bây giờ thì con còn trẻ, người non dạ, con chưa hiểu được Phật pháp. Bây giờ con đã gặp được Phật pháp thì con cũng hứa với các quý thầy, quý cô, quý các Phật tử, hôm nay con sẽ trở thành một người chồng tốt và người cha máu mực, để cho sau này con cái để noi theo
và con cũng kính mong ai còn ông còn bà còn cha còn mẹ thì cũng nên biết hiếu thuận mẹ cha đến lúc cha mẹ mất rồi, như con bây giờ muốn hiếu thuận được mẹ với cha, con cũng chưa được một đời nào. Nam mô A Di Đà Phật ạ. Vâng, xin cảm ơn gia đình. Một người thì tri ân mẹ chồng, một người thì tri ân bố chồng, bố vợ, và hai anh chị và các con là những người mà đã biết đạo lý và hôm nay đã tri ân ông bà. Tuy nhiên chúng ta thấy là ông bà cũng không còn, giống như hôm qua chúng ta nghe nói là khi mà cha mẹ còn thì chúng ta đối đãi ngược đãi với cha mẹ, chúng ta không có biết cái đạo lý. Nhưng mà khi cha mẹ mất rồi, chúng ta mới biết đến đạo lý thì cha mẹ đã không còn. Do vậy cho nên là người xưa thì dạy là quên muốn lặng gió chẳng được, cha mẹ không thường còn để chúng ta tri ân cha mẹ. Cho nên hôm nay thì anh chị không còn cha mẹ để tri ân, nhưng mà tấm lòng của anh chị thì tin chắc là ông bà cũng cảm nhận được cái tâm thành kính, xin lỗi, sám hối trước cha mẹ. Vâng, xin đại chúng cho gia đình một tràng pháo tay ạ. Và con thấy ngôi chùa này thì con cũng chịu con nhiều lúc con cũng có lỗi bố mẹ nên hôm nay về đây con đã tâm xin ơn xin cho con xã hội tội lỗi khi ra. Và con xin được kéo thả với bố mẹ vì bố mẹ con cực rất là vất vả. Con đi hết ạ. Chị ôm mẹ đi, ôm mẹ đi. Vâng, xin lỗi cha mẹ. Quay lại để chúng ta xin lỗi cha mẹ thì lúc nào cũng là. Hôm nay thì con đầu tiên con được đến chùa Linh Vân thì và nhân ngày là lễ tạ ơn cha mẹ, con cũng xin được bày tỏ lòng biết ơn cả bố mẹ đẻ với bố mẹ chồng con. Và hôm nay mình làm làm cơm mẹ thì con cũng đã có rất nhiều lần con có bên mẹ, và con cũng mong mẹ hãy tha thứ cho con, và con cũng mong gia đình mình luôn yêu thương và luôn hòa thuận. Và con cũng xin hứa với mẹ là từ nay trở đi chúng con sẽ chăm sóc mẹ chu đáo và tận tâm hơn. Và qua đây con cũng mong những hai con cha còn mẹ hãy thương yêu và chăm sóc mẹ mình chu đáo và cẩn thận hơn nữa. Và con cũng mong gia đình mình luôn sống trong một bình yên và hạnh phúc. Con xin cảm ơn. Và ngày đây con cũng mong là anh em chúng con sẽ ngày ngày gắn bó và chăm sóc cha mẹ. Và con cũng xin hứa là anh em chúng con sẽ luôn đoàn kết và chăm sóc cha mẹ ơi. Vâng, câu nói này của cô không biết là bà đã mong chờ bao nhiêu lâu rồi. Và xin mời cô nắm tay mẹ mình đi ạ. Vâng, cô nắm tay mẹ. Con là Mô A Di Đà Phật. Hôm nay con là Trần Thiên Liên, chú tại thôn Lục Bán Bóc. Yên hôm nay đón Yên con mới được về cửa Phật đây, và cũng là ngày rất Yên với mẹ là con mời mẹ xuống chơi, và cũng là ngày sinh nhật của mẹ ngày hôm qua con đưa mẹ vào cửa Phật. Hôm nay con mẹ rất vinh hạnh được đưa mẹ đến đây thì con tri ân, con tạ ơn mẹ, cảm ơn mẹ đã sinh thành cho con ra năm người ra bốn người con. Và chúng con cũng hứa với mẹ là chúng con, mẹ đã hơn 80 tuổi rồi, nhưng mà chúng con xin hứa với mẹ chúng con quan tâm chăm sóc mẹ và bố và thật chu đáo. Và có những điều gì, những câu nói mà không may mà con có nóng giận mà con nói mà không may để mẹ buồn phiền thì cũng mong mẹ là tha thứ và bỏ qua cho chúng con mẹ nhé. Bà ấy, bà có tha thứ cho các cô không ạ? Và con mời bà. Bà thấy các con hiếu thảo như vậy thì bà có cảm xúc gì ạ? Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật.
hôm nay tôi vừa ngày hôm qua đây cũng có tổ chức mà người ta cũng khai trương tri ân thứ nhất là cho các cháu học sinh để học hỏi những điều hay, rồi vừa điều hay cho các cháu như thế là chúng tôi rất là mừng, giáo dục cho các thế hệ con cháu. Hai nữa là ngày hôm nay thì cũng có tổ chức là lễ tri ân cho cha mẹ thì cũng hân hạnh cho tôi. Và ngày hôm qua là cũng là ngày sinh nhật cho tôi là 84 tuổi. Ngày hôm nay các cháu lại đến đây để làm lễ tri ân cho cha mẹ, tôi rất là xúc động, là cảm ơn cũng cảm ơn tất cả là cô đã nghĩ đến chúng tôi để mà lo toan cho chúng tôi, để cho đến trọn vẹn đến cuối đời để con cháu tạ ơn cho cha cho mẹ. Chúng tôi rất xin cảm ơn và cảm ơn. Tôi thì các con cháu tôi thì nói thật là các cháu của các em thì rất là hiền hậu, mà có đôi lúc rất là lai thế thôi, có lúc rất là lên thì có cái điều nói không phải với cha với mẹ, nhưng mà thôi là cha là mẹ mà cũng miễn thứ cho các con đấy, để các con là bây giờ còn đương cứ tuổi là còn đương mà chưa học hỏi hết những cái điều là Phật dạy, điều gì phải điều gì trái, cho nên ngày nay các em đã được tới cửa Phật mà học Phật thì các em có hiểu, thì thôi chúng tôi cũng là coi như là đấy là các em còn chưa trẻ người non lạ chưa hiểu đến mà thấy được thì chúng tôi xin cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn bà đã tha thứ cho các con rồi. Và bây giờ thì xin mời các con chúng ta cùng quay lại để chúng ta lấy nước để rửa chân cho mẹ của mình đi ạ. Em rửa chân cho mẹ. Rửa chân và cảm nhận xem là mẹ mình còn trẻ, bao nhiêu sự vất vả dồn hết vào đôi chân này rồi. Và chúng ta lần đầu tiên rửa chân cho mẹ, chúng ta cảm nhận xem cái tình yêu thương mà mẹ dành cho chúng ta bao nhiêu, và chúng ta dành tình yêu thương cho cha mẹ bao nhiêu. Ở dưới này thì thấy có bạn này khóc khóc này. Sao con không mời mẹ đến để tri ân mẹ? Tại mẹ con còn trông em. À, mẹ con còn trông em à? Vậy thì trong lúc này con muốn điều gì? Con có thương mẹ không? Mẹ con phải làm người con ngoan cho mẹ vui nhá. Đấy. Sao con bạn này, để con được làm người, để con được yêu thương như ngày hôm nay, con xin thành kính tri ân cha mẹ. Chúng ta lễ xuống ạ. Xin mời mọi người lễ sâu đầu chạm đất ạ. Đầu chạm đất. Lễ xin mời mọi người đứng lên ạ. Lễ thứ hai, con xin lỗi cha mẹ. Đã bao nhiêu lần con làm những điều khiến cho cha mẹ buồn phiền, khiến cho cha mẹ đau lòng. Hôm nay trước mẹ con xin thành kính, xin sám hối tới mẹ. Xin mẹ hãy mở lòng từ bi tha thứ cho chúng con. Lễ xuống. À, lễ sâu xuống ạ. Lễ thứ ba, chúng ta cầu nguyện chúc cha mẹ sống lâu. Chúng ta hứa với cha mẹ là suốt cuộc đời này sẽ chăm sóc yêu thương mẹ. Chúng ta sẽ sống tốt, làm người tốt để báo ơn cha mẹ. Chúng con xin hứa với cha mẹ. Lễ, ta lễ xuống ạ. Xin mời lễ xuống. Lên. Xin mời các con đứng lên. Chúng ta xá xuống ạ. Xá.
Vâng, xin mời các con hãy ôm mẹ của mình một lần ạ. À. Ôm mẹ của mình. Xin mời các xin mời gia đình chúng ta. Vâng. Vâng, các con ôm mẹ đi, ôm cha ôm mẹ mình đi này. Các con đây này, cha mẹ mình đấy. À, gia đình mình ôm yêu thương nhau đi. Đó. Đấy. Vâng, rất tuyệt vời. Vâng, xin cảm ơn các gia đình ạ. Xin cảm ơn các gia đình, xin một tràng pháo tay cho gia đình. Xin mời các cha các mẹ chúng ta, các con dẫn cha mẹ mình về chỗ họ. Chúng con là ban tổ chức cũng không biết làm việc gì đang xảy ra trên sân khấu này đây, mà không biết ai phát biểu ạ. Xin mời chị ạ. Vâng ạ, đến với chùa Đình Vân thì con chúng con thì cũng có cha có mẹ, cha sinh mẹ đẻ. Nhưng mà đây là cha sinh mẹ đẻ thứ hai của chúng con. Từ khi gặp Phật cũng là người cha, người mẹ thứ hai đã dìu dắt chúng con đấy, đi đến những con người, trở thành những con người có ích cho xã hội, nuôi con khôn lớn. Từ nuôi dạy chúng con đó là cách ăn ở, sống và cách làm ăn. Và nuôi chúng con, đó bảo vợ chúng con nên người thành những người có ích cho xã hội, có những người ích cho bản thân mình và cho gia đình, cho bố mẹ và cho ông bà. Đây cũng là lần đầu tiên và con đã có duyên với Phật Pháp và đã trùng dặn dẫn chúng con từ khi mà sinh ra đời và bước đến tuổi này thì chưa bao giờ mà Phật tử ở dân tộc chúng con là biết về Phật Pháp. Và đây cũng là mẹ hiền, mẹ hiền từ bi, mẹ thứ hai và bố thứ hai của chúng con ạ. Con xin hết, con cảm ơn ạ. Một tràng pháo tay cho chị ạ. Và tinh thần chị đó luôn luôn rất tuyệt vời. Và đây là cái tri ân người cha, người mẹ thứ hai của các cô. Xin mời các cô tiếp tục ạ. Con Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Con kính bạch sư thầy và sư cô. Hôm nay là chúng con đến từ hôm qua. Trước hết chúng con cũng xin gửi lời xin lỗi bố mẹ và các chị em chúng con hôm nay cũng chưa dìu dắt được bố mẹ đến nay đến chùa Đinh Vân để tri ân. Nhưng hôm nay chúng con có duyên đến gặp thầy và các quý thầy giáo giảng dạy cho chúng con. Chúng con không biết nói gì hơn về những lỗi lầm của chúng con đã làm sai bố mẹ những trong tháng này từ bé đến lớn đến tận ngày hôm nay. Chúng con cũng chưa được báo hiếu và cũng chưa được tri ân bố mẹ, nhưng con xin với bố mẹ và cho chúng con được tri ân những người dìu dắt chúng con đến con đường đến ngày hôm nay. Là ông bà Nhung Phiên đã dìu dắt chúng con từ khi chúng con ra làm với ông bà đến nay, con đến là năm thứ 12. Từ khi chúng con thiếu thốn chưa có gì, đến tận bây giờ cũng không gọi là đủ no, nhưng mà cũng không nói và cũng không giàu. Chúng con cũng đủ ăn đủ mặc thì chúng con cũng có gì hơn tất cả chị em. Chúng con muốn tri ân ông bà, kính chúc ông bà sống lâu trăm tuổi và dìu dắt chúng con đến nơi và luôn luôn là chỗ dựa vững chắc cho chúng con, để chúng con trở thành người tốt và dạy con cái nên người. Con cảm ơn ông bà. Vâng, thôi được rồi, chúng ta như vậy là quá tuyệt vời rồi. Con cảm thấy vô cùng là cảm xúc. Và bây giờ thì các cô hãy lên. Đây là ai ạ? Đây là mẹ của con hả? Ai? Vâng đây, vâng, xin mời chị ạ. Vâng, xin cảm ơn anh chị, cảm ơn cha mẹ, cảm ơn ông bà. Vâng ạ, chúng ta còn một chia sẻ nữa, không biết là ai sẽ
chia cái này mẹ mình nhé. Con lấy tiếng gần lên với mẹ mình đi. Nào, gần lại với mẹ là con nói gì với mẹ đi. Đây, nào con nói gì với mẹ đi. Nam mô A Di Đà Phật. Con kính bạch sư cô, kính bạch sư thầy. Hôm nay cũng là lần đầu tiên con lên chùa. Con muốn xin lỗi mẹ, người mẹ đã sinh ra con. Và cũng cảm ơn mẹ vì mẹ đã sinh ra con, nuôi nấng con, là chỗ dựa cho con. Con chỉ muốn hôm nay lên chùa muốn xin lỗi cho người mẹ vì mong người mẹ tha lỗi hết tất cả mọi tội lỗi cho con. Và cũng muốn cảm ơn mẹ, con xin hết. Rồi con ôm mẹ đi, con ôm mẹ đi nào. Con yêu mẹ và con yêu mẹ. Rồi các cô lên rửa chân cho ông bà đi ạ, cho cha mẹ của mình đi ạ. Lên rửa chân trước khi và lên rửa chân tri ân đi ạ. Con ơi, đây, khi chồng con về thì chắc rửa chân cho mẹ. Đây, bà ngồi lùi lại đây một chút nào. Đây, con ngồi lùi lại đây một chút. Bà ngồi lùi lại đây. Lùi lại đây một chút lần rộng. Đấy, đúng rồi. Con rửa chân cho bà đi. Trân trọng những giá trị của cuộc sống, biết trân trọng và biết tri ân những người đã mang đến cho mình những điều tốt đẹp trong cuộc đời. Chúng con xin thành kính tri ân ông bà, cha mẹ. Lễ, lễ xuống ạ, lễ sâu ạ. Lên, lễ thứ hai. Kính thưa ông bà, kính thưa cha mẹ, kính thưa mẹ. Chúng con cũng đã làm không ít những điều khiến cho ông bà phiền lòng. Hôm nay, trước tất cả quý thầy, quý cô và tất cả mọi người, chúng con xin thành thật xin lỗi ông bà, xin lỗi cha mẹ, con xin lỗi mẹ. Xin ông bà, cha mẹ, hãy tha thứ những lỗi lầm cho chúng con. Chúng con xin thành kính, xin lỗi ông bà, lễ, con xin lỗi mẹ. Chúng ta lễ xuống ạ. Lên. Vâng, còn gì tuyệt vời hơn khi tất cả chúng ta ở đây đều hiểu được đạo lý. Cả những người lãnh đạo và cả những người nhân viên đều hiểu đạo lý. Chính vì vậy cho nên chúng con trước ông bà và trước tất cả quý thầy cô, chúng con xin hứa với ông bà từ nay trở đi sẽ luôn luôn là người con tốt, là người nhân viên tốt, là người cha, người mẹ tốt, để khiến cho ông bà và cha mẹ yên lòng. Bạn Nam cũng hứa với mẹ là con sẽ luôn làm người con tốt, hiếu thảo với mẹ để khiến cho mẹ tự hào về chúng con. Chúng ta lễ xuống ạ. Xin mời lễ. Lên. Xá sâu ạ. Xá. Rồi bây giờ xin mời tất cả mọi người hãy ôm yêu thương đi ạ. Ôm yêu thương, ôm tri ân đi ạ. Và xin mời chúng ta đứng lên ạ. Và bây giờ ôm thoải mái đi ạ. Vâng, xin đại chúng một tràng vỗ tay thật lớn ạ. Và đây là một đại gia đình. Tây Bắc chúng ta duy nhất chỉ có gia đình này thôi. Và tuyệt vời quá, rất tuyệt vời. Vâng ạ, xin mời gia đình chúng ta hãy nắm tay nhau rời sân khấu ạ. Để chúng ta có được cái không gian để cho các gia đình khác tiếp tục ạ. Cảm ơn cái hình ảnh rất đẹp trên sân khấu hôm nay. Và con nói lời cảm ơn mẹ là con cảm ơn
xin cảm ơn mẹ đã sinh ra con trên cuộc đời này. Con cảm ơn mẹ nhiều. Con yêu mẹ. Có. Rồi. Đây con trai à? Con trai chi ân ai này? À cháu ngoại à? Con chi ân bà ngoại hả? Rồi con nói gì với bà đi? Hôm nay con xin thành tâm xin lỗi
cha mẹ xin lỗi ông bà. Lễ lễ xuống nào. Lên một tràng pháo tay nào, cứ một lần lễ chúng ta cố một tràng pháo tay thật to lên ạ. Đấy, lễ thứ ba chúng ta hứa với cha mẹ đi ạ. Con nhìn mẹ không còn nhìn thầy, con kiên thầy làm gì, con kiên mẹ, mẹ con cho con cả cuộc đời đấy nhá. Xin hứa với cha mẹ, Lượng sẽ làm người con ngoan hiếu thảo, làm người tốt có ích cho xã hội. Xin hứa với ông bà, các con cũng hứa với ông bà như thế nhá. Lễ con lên xuống nào, lễ sâu xuống. Đúng rồi đấy, tốt hơn nhiều rồi đấy. Chúng ta vỗ một tràng pháo tay đi ạ, vỗ to tay đâu, to tay ạ. Vâng, chúng ta đứng lên ạ, ôm cha mẹ của mình vào lòng ạ, nói lời yêu. Xin mời các con. Ban tổ chức được nghe nói rằng là vợ muốn chiên chồng, không biết là có phải không ạ? Vâng, gia đình. Vâng, hôm nay chúng ta sẽ tìm thấy nơi tình yêu bắt đầu ở trên sân khấu ạ. Nói sai trái, việc không có nói thành có, việc có thì nói thành không. Thì hôm nay là cũng giác ngộ đạo Phật, được học lời của Đức Phật dạy và nghe những lời của Thầy đã chỉ dạy, cũng trước cửa Phật, trước Tam Bảo, trước đại chúng, trước các Phật tử thì cũng xin sám hối và cũng xin lỗi anh. Thôi thì cái gì mà xấu thì mới là vợ của mình, thì anh cũng bỏ qua tha thứ, để từ nay vợ chồng mình sẽ cố gắng sống để hòa thuận và cố gắng tu tập để học theo lời của Đức Phật đã dạy. Vợ chồng sống hòa hảo, nuôi bốn đứa con khôn lớn nên người. Cũng xin cảm ơn anh ạ. Xin hết ạ. Nói gì với chị không ạ? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Và con cũng bạch với quý thầy quý cô, hôm nay thì cũng có cái sự duyên lành để bên được cái chùa Linh Vân để đưa con gia đình chúng ta lên để hiểu Phật pháp. Vợ chồng mình với nhau thì cũng một khoảng thời gian, nó 30 năm, tròn 30 năm rồi. Thì cái thời trai trẻ thì anh cũng có bao nhiêu nỗi lầm để gây cho em, vất vả, cho em mệt mỏi, cho em biết tốn bao nhiêu nước mắt của em. Lúc bấy giờ thì nó là cái thời trai trẻ, ai cũng có một cái sự nỗi lầm, cái đấy thì cũng cảm ơn em của một người vợ. Những cái sự lỗi lầm anh đã gây lên thì em cũng đã bỏ qua tha thứ, thì vợ chồng thì mới được như ngày hôm nay thuận hòa. Vợ bạn là nếu mà em mà không gặp được Phật pháp chắc là vợ chồng mình cũng tan vỡ từ lâu rồi, chứ không kể như cái ngày hôm nay để gặp được Phật pháp như này. Trước tiên thì cũng cảm ơn quý thầy, quý cô để có cái tuổi ngày ấy như ngày hôm nay, thì con rất chân thành cảm ơn. Nam mô A Di Đà Phật. Vâng, em vẫn chưa thấy cái câu nói là anh yêu em hay em yêu anh, mọi người có thích nghe câu nói này không ạ? Vâng, xin mời chị nói. Nói to lên. Nói to lên.
anh thì cũng xin hứa là rất là yêu thương anh và cố gắng sống hạnh phúc. Trước tiên thì cũng cảm ơn em trải bao nhiêu qua những cái sự đắng cay chứ ngọt bùi cũng có, nhưng mà vợ chồng mình khác để con vợ chồng mình vào với nhau là anh cũng rất là yêu em rất nhiều. Vâng, bây giờ nữa thì thời gian bây giờ không còn, nhưng mà chị không muốn được. Chị Ân bởi vì lòng biết ơn tới người vợ của con là Nguyễn Thị Phương Thu. Con có phát danh là Tịnh Giác, còn vợ con là Liên Hương. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước tiên là đầu tiên thì cho chồng gửi tới bố mẹ cùng toàn thể gia đình và vợ một lời nói yêu thương từ trái tim của mình và một lời biết ơn vô cùng và sâu sắc tận trái tim và đáy lòng của mình. Biết ơn và tri ân vợ. Ở trong cuộc sống thì có những cái khó khăn, có những cái điều mà vợ chồng chưa hiểu nhau, và cái tính của chồng thì cũng là nôn nóng, còn vợ thì sâu sắc, thì có những cái điều gì mà gia đình chúng ta chưa được hài hòa hòa thuận thì chúng ta cùng nhường nhịn, cùng tháo gỡ những cái điều mà chúng ta chưa hiểu nhau và cùng nhau chia sẻ thấu hiểu và yêu thương. Cảm ơn. Năm nay cũng rất là ngạc nhiên, cảm xúc của vợ rất là không tả được. Cảm ơn thầy và cùng với tất cả đại chúng ngày hôm nay. Thực ra người chồng của con cũng chính là một người học viên của con. Chúng con đến với nhau cũng bắt đầu từ Phật pháp hiểu để có cuộc sống hôm nay. Có những điều không đến với Phật pháp thì sẽ không bỏ qua đi cho nhau. Nhưng nhờ lưng tựa tăng, nhờ lưng tựa vào tam bảo mà mình có được một cái chung đó là gia đình. Thì từ trước đến bây giờ trên lĩnh vực là một người thầy với một người học trò thì vợ cũng rất là nghiêm khắc. Nghiêm khắc từ những ngày đầu, từ những giây phút đầu người học trò bước đến với một người thầy, và đến bây giờ là một cương vị, một người vợ và chuẩn bị là một người mẹ. Thì thật sự có những điều mà vợ đã rất là không kiềm chế được, bản tính mình nóng tính khi mình chưa biết giác ngộ đến Phật pháp. Nhưng từ khi gặp được chồng và mình có phát danh, chắc chắn một điều mình sẽ tu sửa để mình học, để mình có một gia đình hạnh phúc và có những đứa con ngoan. Một lần nữa xin cảm ơn đại chúng, xin cảm ơn chồng đã đến bên vợ. Chân thành mà biết ơn anh nhiều, anh được. Vâng, mình xin nói thêm một chút nữa. Trước khi là cuộc hôn nhân của vợ chồng mình đến với nhau, thì mình cũng đã có một cuộc hôn nhân nó chưa thành, và mình cũng thế. Và đây là con của mình, cháu Xuân Nhi. Và cháu Xuân Nhi lên nói đôi điều với cả mẹ, với cả chú, với cả toàn thể đại chúng ở đây. Anh được không? Bé nào đây ạ? Vâng, bé nào? Xin mời con. Con dễ thương lắm mà. Bữa giờ con đang nói chuyện nhà tỉnh đấy. Vâng, xin mời đại chúng cho một tràng pháo tay cho gia đình hạnh phúc này ạ. Vâng, vâng.
Đúng rồi, đấy, vâng. Vâng. Cảm ơn. I love you, we love. Vâng, xin cảm ơn gia đình ạ. Vâng, xin mời gia đình.